Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Võ Văn Thưởng từng khiến một người tố cáo ông đi tù. Ngày 22 tháng 3, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận vụ Võ Văn Thưởng, Cộng sản nói và Cộng sản làm là khác nhau. Tác giả nhắc lại việc lựa chọn sắp đặt ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước từng được ca ngợi là dấu chỉ khởi đầu tiến trình chuyển giao thế hệ trong cơ cấu quyền lực đất nước, là kết quả của việc nhìn thẳng vào thực tiễn qua đó đề ra nhiều giải pháp để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và đây là hình bài trên blog Trần Văn VOA. Tác giả cũng nhắc đến việc ông thưởng trong vai trò trưởng ban tuyên giáo trung ương vào tháng 7 năm 2019, không giấu giếm hận thù với đám đông dám góp ý về băng rôn sai chính tả, sai ngày, tháng năm, khẳng định đó là đã phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta. Ông Thưởng cũng là người đầu tiên công khai xếp cán bộ, đảng viên, kể cả cao cấp, nói khác với chủ trương đường lối của đảng vào nhóm thứ ba thuộc thế lực thù địch và cảnh báo về việc đội ngũ giảng viên chính trị loan truyền các câu chuyện tiếu lâm chính trị là nguy hại. Tác giả nhận xét, ông Thưởng cũng từng gây kinh ngạc khi ca ngợi Tổng bí thư thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng và một tháng sau khi tuyên bố Ông Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Ông thưởng được sắp xếp đảm nhận vai trò chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông vừa trở thành ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng thứ 19 và là ủy viên Bộ Chính trị thứ tư có vi phạm khuyết điểm tới mức phải xử lý. Và đây là hình ông Quách Duy, người tố cáo Võ Văn Thưởng và bị bắt vào tháng 9 năm 2020. Tác giả cho biết, ông Thưởng đã công khai bày tỏ sự bất bình khi xử lý cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với chủ trương, đường lối quá nhẹ nhàng. Đó là trường hợp của đảng viên Quách Duy, chuyên viên tinh học của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì ông Duy đã tố giác 3 nhân vật tai to mặt bự mà ông cho là đã hậu thuẫn cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhâm. Ba nhân vật đó là Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội lúc đó, Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, và Võ Văn Thưởng. Theo Quách Duy, khi còn là Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đã ký công văn chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bán khu đất vàng số 139 Pastor, phường 6, quận 3 cho vụ nhôm, mà không tổ chức đấu giá. Khi còn là thống đốc ngân hàng nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình chính là người hỗ trợ vụ nhôm, thầu tóm 60 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á. Khi còn là phó bí thư thường trực của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ông Võ Văn Thưởng đã chỉ đạo giao khu đất vàng tại 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận Nhất cho Vũ Nhâm Và đây là hình của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả cũng cho biết, ngay sau khi gửi đơn tố cáo, ông Quách Duy đã bị xử phạt hành chính vì bôi nhọ xúc phạm lãnh đạo. Đáng chú ý là một số nhân vật từng bị Quách Duy chỉ mặt gọi tên như Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình đã bị kỷ luật nhưng ngay sau khi ông thưởng phê phán việc đại quách duy dùng mạng xã hội tố giác lãnh đạo, xem việc không xử lý tới nơi tới chốn là không thể chấp nhận được, thì quách duy bị khai trừ đảng, cho thôi việc, bị khởi tố và cuối cùng là bị phạt 4 năm 6 tháng tù do lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tác giả đặt câu hỏi, tại sao nhà nước của dân, do dân vì dân, thường xuyên hứa hẹn cam kết thực thi, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nhưng lại giấu nhẹm vi phạm khuyết điểm của ông thưởng và các cán bộ cấp chiến lược. Những vi phạm khuyết điểm của ông thưởng có liên quan đến tố cáo của Quách Duy hay không? Nếu có thì giải quyết hậu quả của việc xử phạt hành chính, khai trừ đảng cho thôi việc và bản án 4 năm 6 tháng tù đối với Quách Duy như thế nào? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Võ Văn Thưởng từng khiến một người tố cáo ông đi tù Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao sai phạm của ông Thưởng từ 12 năm trước lại bị lôi ra? Ngày 21 tháng 3, VOA tiếng Việt bình luận, ông Thưởng bị Quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch nước Giữa biến động bất ngờ trên chính trường Việt Nam. Theo đó, Quốc hội Việt Nam ngày 21 tháng 3 đã miễn nhiệm chức chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng và chỉ định bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền chủ tịch nước. Trong biến động chính trường được cho là bất ngờ và chưa có tiền lệ giữa bối cảnh của cuộc cạnh tranh quyền lực trước đại hội đảng tiếp theo. Theo VOA, báo chí quốc danh cho biết ông Thưởng đã phát biểu sau khi Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm ông. Tuy nhiên, các bản tin ngắn gọn này không cho biết ông Thưởng đã nói gì các nhà quan sát cho rằng việc miễn nhiệm ông thưởng có liên quan đến sự tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng trước kỳ đại hội 14. VOA dẫn nhận định của giáo sư Carl Taylor thuộc Đại học New South Wales tại Úc trích dẫn các bình luận trên mạng xã hội cho rằng những vi phạm này xảy ra vào năm 2012 khi ông thưởng còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Câu hỏi đặt ra là tại sao vụ việc này lại nổi lên sau 12 năm? Giáo sư Taylor nói, Điều này dẫn đến giả định rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang loại bỏ những đối thủ tiềm tàng để tiếp tục nắm quyền sau Đại hội đảng thứ 14 vào năm 2026. VOA cho biết, theo thông lệ, Ủy ban Trung ương Đảng sẽ quyết định ai lên nắm chức vụ Chủ tịch nước trong phần còn lại của nhiệm kỳ này, kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Giáo sư Taylor và các nhà phân tích chính trường Việt Nam cho rằng, ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai sẽ là những ứng viên thay thế ông thưởng. VOA nhận xét, Chủ tịch nước là chức vụ có nhiều biến động nhất trong 5 năm trở lại đây ở Việt Nam, kể từ khi ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời vào tháng 9 năm 2018. VOA dẫn đánh giá của ông Florian, đại diện thường trú Viện Conrad của Đức tại Việt Nam cho rằng, cải tổ chính trường mới nhất là chưa từng có tiền lệ và gây bất ngờ. Điều này đặt ra những câu hỏi không thể tránh khỏi về khả năng dự đoán, độ tin cậy và hoạt động bên trong của hệ thống chính trị Việt Nam. Theo ông Florian, dù hệ thống này đến nay vẫn ổn định, nhưng cán cân quyền lực trong nước dường như đang bị lung lay trước đại hội đảng tiếp theo. Việc ông thưởng đột ngột từ chức sẽ có tác dụng đẩy nhanh quá trình này và bộc lộ những khác biệt trong nội bộ ban lãnh đạo, giáo sư Taylor nhận định. Và đây là hình ông Võ Văn Thưởng, người bị lôi ra những sai phạm từ 12 năm trước. VOA cũng cho biết việc từ chức của ông Thưởng diễn ra trong lúc một phái đoàn kinh doanh của Mỹ gồm 60 công ty đang đến thăm Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp và quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ trong phái đoàn này tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 3. Họ sẽ được các đối tác Việt Nam trấn an rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo con đường ổn định, giáo sư Taylor nói tiếp. Việt Nam đã thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và không có lý do gì hiện nay điều đó lại không thể thực hiện được. Theo ông Florian, sự ổn định chính trị là đặc điểm quan trọng trong số nhiều yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mặc dù chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng đang làm đình trệ các quyết định trong bộ máy quan liêu, công cận ở Việt Nam, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn do các động lực địa chính trị đang phát triển mạnh mẽ và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Vẫn theo VOA, cuộc chiến chống tham nhũng đã khiến nhiều quan chức cấp cao, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, bị đưa ra trước vành móng ngựa. Nhưng theo các nhà quan sát, nó cũng được các phe phái trong đảng sử dụng để thanh trừng đối thủ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao sai phạm của ông Thưởng từ 12 năm trước lại bị lòi ra? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.